Sau khi đặt chân đến Buriram thì toàn đội em cảm thấy là đang có tinh thần rất tốt và đang tập trung cao độ cho trận đấu sắp tới. Thể lực và tâm lý của em thì cũng đã chuẩn bị từ cùng toàn đội đã chuẩn bị từ khá lâu rồi, nên là em nghĩ đến thời điểm hiện tại thì cá nhân em và toàn đội cũng đã rất là tập trung. Tình trạng chấn thương của em thì cũng tốt rồi, nhưng mà theo bác sĩ Choi thì những cầu thủ vừa mới chấn thương trở lại thì sẽ tập thêm để cho cơ có thể khỏe hơn và không để tái phát chấn thương lại. Thầy thử nghiệm cho em ở vị trí mới hay là tất cả các bạn khác trong đội thì ở vị trí mới thì em nghĩ là đó là nếu chúng em là cầu thủ chuyên nghiệp thì chúng em sẽ phải thích nghi để hoàn thành tốt nhiệm vụ của vị trí thầy giao cho mình thôi. Vị trí bên phải thì sẽ có khác, nhưng mà em nghĩ là nếu cũng là ở bên cánh cả nên là nếu tập thêm một chút, tập trung một chút thì sẽ tốt. Về đối thủ thì họ rất tốt, em nghĩ là rất kỹ thuật và khỏe. Em nghĩ thầy cũng đã sẽ có cái để khắc phục. Việc quyết tâm thể hiện bản thân thì lúc nào cũng đặt rất là cao. Mong là giải đấu này thì toàn đội và cá nhân em sẽ thể hiện tốt để giúp đội đạt được những mục tiêu tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.